Chào mừng các bạn quay trở lại với VK Impression. Hôm nay bọn mình sẽ tới thăm nhà của một chị khách mời cũng là một người bạn thân thiết của anh Justin, đó là chị Huyền. Chị Huyền thì mới có PR cũng trong một thời gian gần đây. Và rất đặc biệt tại vì ngày hôm nay cái tập này mình sẽ không ngồi trong studio nữa mà mình sẽ tới thăm chị. Thì mời các bạn cùng đi với Justin và Hạ để xem cuộc sống của chị dạo này như thế nào nha. Các bạn sẵn sàng chưa? Let's go! Đi đâu đây? Hey, tới nhà bà coi thử bà sống sao. Hôm nay rồng tới nhà tôm hả? Come on em. Ồ, đẹp quá. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với cái series Mỗi tuần một câu chuyện định cư. Ngày hôm nay thì Justin và Hạ phải nói là thoát khỏi cái phong nền trắng và cái cây để mà tụi mình muốn mời một cái người khách mời rất đặc biệt. Và cái chị này thì rất là bận rộn cho nên là tụi mình phải đích thân tới nhà của chị rất là xinh xắn để mà có một cái buổi nói chuyện. Và để có thể là cái sau cái buổi nói chuyện này thì chị Huyền sẽ chia sẻ thêm và tạo thêm nhiều nguồn cảm hứng cho những bạn nào đang có ý định du học hoặc là sắp sửa định cư lại tại Canada. Thì để bắt đầu chương trình thì ngày hôm nay thì xin mời chị Huyền, chị có thể giới thiệu chút xíu về mình cho các bạn biết. Chào Justin, chào Hạ và chào tất cả mọi người. Huyền thì hiện tại đang làm ở một cái media agency ở Toronto. Thì mình biết đến Justin cũng rất là tình cờ, chỉ sau một tháng mình qua Canada thì mình có tham dự một cái event. Thì từ đó là mình biết đến Justin và mình biết là Justin đang làm cho Vican Immigration. Thì mình cũng kiểu giống như là muốn giữ mối quan hệ để mà sau này nhờ vả kiểu kiểu vậy. Thì sau đó thì từ đó thì build cái friendship cho tới giờ thì cũng giúp đỡ nhau qua lại. Ồ, vậy thì cái ấn tượng đầu tiên của anh về chị Huyền là như thế nào? Ấn tượng đầu tiên của anh về bả là cái gì bả cũng biết hết. Có một cái chỗ là hồi lúc mới qua, lúc đó bả mới một tháng thôi. Anh ở đây mười mấy năm rồi, nhưng bả mới qua một tháng. Lúc đó là anh nhớ lúc đó là gần đám cưới của anh, anh đang chuẩn bị đám cưới. Thì hỏi bả cái gì bả cũng biết hết. Hỏi chị, biết ai làm bánh không? Biết. Biết ai đặt mâm quả không? Biết. Biết ai cắt bông trang trí không? Biết. Ủa, bà qua đây bao lâu rồi? Mới 1 tháng à. Mà quan hệ của bà biết hết mọi thứ. Thì từ cái đó, chị cũng giúp đỡ anh ban đầu là thật sự không phải là khách hàng. Ban đầu là anh giống như là khách hàng của chị nhiều hơn. Là anh chỉ giúp anh trong cái vấn đề setup cái đám cưới cho anh lúc đó. Thì từ cái chỗ đó thì mình nói trời sao cái bà này bà giỏi cái gì bà không biết. Bà rất là khéo trong việc cắm bông nè nha. Trong việc trang trí, trong việc tất cả những cái mối quan hệ rất là rộng nha. Thì từ cái đó thì tạo lên cái mối kiểu như bạn bè của một cái friendship với nhau. Thì đó là cái ấn tượng đầu tiên là bả cái quan hệ bả rất là rộng. Thôi bây giờ là trước khi mà để đào sâu hơn về chị Huyền thì em sẽ test tính cách của chị Huyền một chút bằng cái phần câu hỏi nhanh ha. Vậy thì chị sẽ chọn Canada hay Việt Nam? So, tới thời điểm hiện tại á, thì có thể con đường mình đang đi á, là chọn Canada. Nhưng mà sau này thì mình chưa biết. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì vẫn là Canada. Thì lúc mà ở Canada với Việt Nam thì chị đều chung một cái ngành là chị đều làm về media đúng không? Đúng. Vậy thì tiếp theo chị sẽ chọn thành phố lớn hay là vùng ngoại ô? Cái này thì dễ quá tại vì cái ngành của mình là làm về advertising á. Cho nên là chỉ có thành phố lớn thì cái công việc nó mới nhiều. Ok, vậy thì chị sẽ chọn... tình yêu hay sự nghiệp? À, chắc là sự nghiệp. Sự nghiệp? Dạ. Chị thì có tình yêu không chị? Bây giờ đang có không? Không. Trời, câu này mà hỏi là anh cũng chưa biết luôn á. Bao nhiêu năm nay anh không biết cái chuyện đó luôn á. Ừ. Vậy thì chị sẽ chọn là trà hay cà phê? Cà phê. Cà phê. À, vậy thì chị thích xem phim hay đọc sách? Cả hai được không? Thàm. Thể hiện có tính cách thàm. Không, nhưng mà bản thân nếu mà nói về cái xem phim hay đọc sách cũng khó để mà chọn một trong hai. Yeah. Tại vì một cái người mà làm về cái ngành truyền thông như chị thì em nghĩ là
chị phải có được nhiều cái kiến thức từ nhiều cái nguồn khác nhau. Cho nên xem phim hay đọc sách thì nó cũng khó để mà chọn một trong hai. Vậy thì sau đây chúng ta sẽ đến tìm hiểu một chút về cái hồ sơ của chị Huyền. Câu hỏi đầu tiên để mà nói về cái sự nghiệp của chị Huyền, nói về cái hồ sơ của chị Huyền thì mình phải nói tới là cái công việc của chị ở Việt Nam. Vậy thì chị có thể nói sơ một chút về cái công việc của chị ở Việt Nam. Ok, Huyền thì tốt nghiệp kế toán kiểm toán ở trường Đại học Kinh tế. Rồi Huyền đi làm 5 năm kế toán, rồi một ngày mở mắt dậy là không muốn đi làm nữa và nghĩ là không biết cuộc sống mình là từ giờ đến cuối đời nó có chán trường như vậy không, cho nên là Huyền quyết định bỏ làm kế toán. Và Huyền nhảy qua Huyền làm advertising thì đầu tiên trong cái sự nghiệp advertising là Huyền làm social media, sau đó là chuyển qua làm một cái client service person. Sau đó thì lại bỏ Việt Nam và cảm thấy chán nữa và bỏ Việt Nam đi Canada. Xong rồi Huyền học một năm postgrad ở Humber, ngành là Advertising Media Management. Thì Huyền lúc đó Huyền chỉ học một năm thôi và ra trường thì được một năm work permit. Thì may mắn là vừa ra trường là Huyền có việc liền. Và hiện tại thì vẫn đang làm, theo đuổi con đường làm advertiser. Chị nói mà kiểu em cảm thấy sốc luôn á. Tại vì không có ai mà qua đây chỉ để đi học một năm để mình đi làm một năm. Đúng rồi, nhưng mà vậy thì ngay từ ban đầu tại sao chị học accounting? Nếu chị thích advertising tại sao accounting? Hồi xưa mình còn trẻ mà mình đâu có biết đâu đúng không? Đến khi mà mình một thời điểm nào đó mình lớn hơn, mình nhận thức được nhiều điều hơn thì mình mới biết là cái gì nó làm mình happy hơn. Xin sai. Bản thân em thấy mấy bạn học sinh qua đây á cũng có nhiều người ta đổi ngành lắm chứ không phải là người ta giữ cái ngành. Bản thân em cũng vậy. Nhưng mà nếu mà mình còn trẻ mà nên cứ thử đi đúng không? Mình không thử mình đâu có biết là mình không thích đâu đúng không? Phải thử mới biết được. Vậy thì nói tới cái chuyện hồi nãy đó là chị đi học một năm và chị đi ra làm một năm. Thì nó rất là risky luôn á, nó rất là nguy hiểm. Tại vì không có thể biết được là mình có đủ kinh nghiệm để mình nộp hồ sơ không. Để anh nói cho em nghe cái hồ sơ của chị. Có thật sự là cái hồ sơ của chị là một trong những khách hàng mà anh nghĩ là rất là, cũng không phải là ít, nhưng mà hồ sơ của chị là một trong những khách hàng mà cũng nhiều người dính trong cái trường hợp như vậy. Mà may mắn là tại cái quan hệ của chị rộng, cho nên là khi chị chưa học xong thì chị đã tìm được công việc rồi. Cho nên khi mà chị vừa học xong là chị có cái work permit là chị cũng có việc làm luôn. Bởi vì cái ngành của chị ban đầu tiên là cái ngành certificate nó chỉ một năm thôi. Thì khi em biết một năm á, là ra nó chỉ cấp cái work permit có một năm thôi. Có nghĩa là mình chỉ đúng 12 tháng để mình phải tích lũy được cái kinh nghiệm đó thì mình mới apply cái experience tree được. Mà cái thời điểm của chị là làm gì có cái 27.000 giống gì rồi, hay là có cái 90.000 giống gì sắp gì rồi. Cái thời điểm của chị là điểm rất là cao. Cho nên là chị bị vừa sắp một cái là chị chỉ có đúng một năm. Và một cái khuyết điểm không sửa được nữa là cái điểm tuổi. Chị nên... đau quá. Cái điểm này là một cái khuyết điểm không có thể nào sửa được. Cái điểm tuổi của chị là chị bị mất rất là nhiều điểm. Cái mà người ta nói già cũng là một cái tội. Ủa anh, nếu mà cái hồ sơ của mình đó, điểm tuổi thì nó sẽ trừ như thế nào? Cứ từ 30 tuổi trở lên thì mỗi một tuổi nó mất đi 5 điểm. Mỗi mùa xuân sang là em mất đi 5 điểm. Vậy thì anh có thể nói sơ qua về cái hồ sơ của chị không? Okay. Thì đó, thì là chị thì good, là chị có cái kinh nghiệm ở Việt Nam nè. Chị có cái bằng cấp ở Việt Nam nè. Thì cái đó là cái good. Nhưng mà cái khuyết điểm của chị là, thứ nhất là chị qua đây chỉ học một năm, thì chị chỉ có quốc vụ một năm thôi. Thì cái kinh nghiệm của Canada của chị tối đa là được cái một năm đó thôi, không thể nào hơn được nữa. Cái thứ hai là cái điểm tuổi. Rồi cái khó của chị khi cái hồ sơ là vì chị đi quá lâu rồi và những cái công việc chị làm ở Việt Nam quá lâu rồi, cho nên rất là khó khăn trong việc xin lại những giấy tờ cũ. Và chị gặp một cái vấn đề mà nhiều bạn cũng gặp, nghĩa là sau khi mình đi một thời gian thì những cái công ty Việt Nam nó sáp nhập hoặc là nó không còn hoạt động nữa, thì không gặp lại được những người sếp cũ để mà mình xin những cái giấy tờ đó. Thì chị Huyền gặp một vấn đề đó nữa. Rồi một cái vấn đề kẹt nữa là chị hết work permit, có nghĩa là chị vừa đủ một năm thì work permit của chị cũng hết. Thì trong thời gian bây giờ, cho dù em có đủ một năm đi nữa, em apply work permit, em apply cái express entry, thì em vẫn phải có cái status ở trong nước để em chờ. Thì chị lại bị kẹt là khi vừa hết năm mà chị cũng vừa hết work permit luôn. Là chị bị stuck vào đó nữa. Cho nên là cũng may mắn một cái điều là ngay cái thời điểm đó thì nó có cái vụ Covid, cho nên là mình nó extend được cái work permit thì anh chị kéo được thêm work permit thêm được một thời gian. Còn nếu những cái bạn mà nằm trong cái trường hợp của chị mà không có những cái dạng như vậy á, thì thông thường là mình phải đổi qua là either là visitor, cái như là dạng du lịch, để mình ở thêm để mình chờ. Nhưng mà làm như vậy thì mình không đi làm được nữa. Và cái thứ hai là mình có thể đổi qua study permit. Thì study permit thì bắt buộc mình phải đi học và mình cũng không thể nào đi làm được nữa. Thì chị Huyền thì cũng bị dính vào cái trường hợp như vậy. Nhưng mà may mắn có một chỗ là chị Huyền lúc đó thì mình cũng nói là ok, bây giờ mình cứ nộp đại. Thì lúc đó cái dịch nó cũng bắt đầu, nó cũng bùng lên rồi. Thì mình cũng nói là ok, bây giờ mình cứ apply đại để mình extend cái work permit, giải thích rồi nọ. Thì trong khi mình apply, vừa apply vào á,
thì cái chính phủ nó ra cái public policy đó để nó cho expand work permit, thì từ cái public policy đó mình mới lại phải web form và mình xin với chính phủ nó, ồ bây giờ mình apply work permit trước đây rồi, trước cái ngày ra public policy, nhưng mà bây giờ cái hồ sơ mình vẫn đang còn được xét, cho nên là làm ơn xét cái hồ sơ này under cái new public policy đó, làm ơn xét cái hồ sơ này dưới cái luật mới đó. Thì may mắn cái chị là nó xét cho chị theo cái luật đó, cho nó cấp cho chị thêm một năm rưỡi nữa. Thì trong thời gian một năm rưỡi đó, chị mới nói chung là có cái thời gian có để vẫn đi làm được, thì vẫn xin được cái PR. Mà đau đớn với chị một cái nữa là gì, chị cố gắng rất nhiều trong vấn đề tiếng Anh, nếu em nhớ không lầm là 3 lần 4 lần, và chị nhắn tin cho anh biết bao nhiêu lần, chị nói là Tuấn Anh ơi chị không được là chị đi về, chị không có ở nữa, chị chán lắm rồi, chị thi hoài chị quải hết rồi. Mà đau đớn là sao, vừa thi xong vừa nộp vô được thì nó kéo 27 ngàn, có nghĩa là chị trước cái đợt 27 ngàn, chừng như chừng 2 lần kéo là, nó kéo chị xong là nó kéo 27 ngàn. Chị nói trời ơi, trong công tình tao thi biết bao nhiêu tiền, 3-4 lần của tao mà bây giờ thì 3 lần. Dạ. Ủa nhưng mà chị thi 2 lần IELTS, 1 lần CELPIP, thì cái lần CELPIP thì chị được. Ủa nhưng mà em thắc mắc nha, ví dụ nếu mà gọi là một cái hồ sơ mạnh đi, thì theo anh cái điểm IELTS là nó phải là bao nhiêu điểm? Vấn đề của chị là bị trừ điểm tuổi, cho nên chị phải thi được maximum IELTS. Chị bị trừ tới 20 điểm tuổi. Thông thường nếu mà nói, nếu mà CELPIP á thì tệ nhất phải là 4/8, nhưng 4/8 thì phải có những yếu tố khác. Nhưng mà nếu như các bạn nào mà muốn để mà an toàn hơn á, thì phải 4/9. Nếu mà nói về vấn đề CELPIP là theo cái thang điểm 12 thì là phải 4/9 thì mới được. Cái lúc đó là chị chỉ có điểm IELTS để mà kéo lại điểm tuổi thôi, cho nên là chị phải được maximum. Còn IELTS thì đối với anh, nếu mà một cái hồ sơ mạnh thì IELTS phải khoảng bao nhiêu? 4/7 nhỉ? Là maximum 4/7 hoặc là maybe có một con 6.5 thì được. Nhưng mà nếu mà được 7 hay càng nhiều thì càng tốt. Chị Huyền, tại vấn đề chị Huyền là chị Huyền nó max out hết tất cả mọi thứ rồi, nhiều 3 năm kinh nghiệm Việt Nam, bằng đại học 2 bằng, chị Huyền nó max out hết rồi. Thì chị bị dính điểm tuổi, nó bị mất nhiều. Sorry, nhắc lại nữa giờ mấy lần. Sao nhưng mà chỉ còn cái chỗ chéo được là cái điểm tiếng Anh thôi. Còn những cái ví dụ như MA thì cái bên công ty chị thì không có dễ để mà xin được, tại vì công ty chị nó quá lớn. Công ty cái lớn. Vấn đề của MA á, công ty nó quá nhỏ thì cũng khó vì nó không đủ điều kiện, mà công ty nó quá lớn thì đâm ra không ai là chủ hết, thì không ai dám có quyền quyết định đó. Tại vì khi làm MA thì mình phải có những cái, mình phải đưa ra những cái giấy tờ tài chính, những cái tờ kiểu như giấy tờ bảo mật, giấy tờ kiểu như cái gì gọi là sao, cái revenue nội bộ công ty á, đúng rồi, những cái tờ nội bộ công ty, thì nhiều khi công ty nó lớn quá rồi thì không ai là chủ, thì không ai sẽ có cái quyền để mà đưa những giấy tờ đó. Nhắc về MMA thì hình như bọn mình cũng đã từng làm một cái tập đó, nếu mấy bạn tò mò về cái MMA thì cũng có thể kéo xuống cái kênh YouTube, bọn mình cũng đã đề cập tới cái vấn đề đó ở trong một cái tập khác. Còn nói về cái hồ sơ của chị Huyền, em thật sự không hiểu lúc đó là chị nghĩ như thế nào nếu mà không có may mắn để ở lại được cái work permit thì đi về. Kế hoạch của chị giống như là lúc đó chị không có tha thiết gì ở Canada hay sao? Nó không phải không tha thiết gì, nhưng mà chị thì lúc nào cũng trên tinh thần là mình cố gắng hết sức có thể, còn nếu như mà mình không được thì mình cũng không có hối hận, là vì mình đã cố gắng rồi. Anh nghĩ cái đó là cái điều hay của chị Huyền. Nhưng tại vì lúc nào mình cũng nên giữ cho mình cái positive thinking, nhưng mà mình đừng có bao giờ gọi là give up hết, mình vẫn cố gắng hết sức có thể. That's good. Vậy nhưng mà trong cái hồ sơ của Duy Huyền có một cái điểm mà em muốn point ra, nó là theo anh nghĩ là cái bằng 1 năm hình như là sẽ được cộng điểm ít hơn cái bằng 2 năm hay sao? Đúng rồi, nhưng mà tại vì chị Huyền có một cái bằng đại học Việt Nam rồi, cho nên khi mình tính cái điểm experience nó sẽ tính là 2 or more. Tại vì một trong hai cái bằng là sẽ là cái bằng 3 năm, thì cái bằng ở Việt Nam của chị là cái bằng 3 năm trở lên rồi. Thì khi cộng thêm một cái bằng 1 năm bên này nữa, nó vẫn là 2 năm, mình vẫn tính nó là có 2 bằng. Thì cái điểm nó vẫn là maximum, vẫn là rất là cao. Có nghĩa là nếu mà cái hồ sơ nào mà đã có cái hồ sơ đại học ở Việt Nam đi, thì mình thêm 1 năm ở đây thì mình vẫn được cái điểm maximum về cái điểm bằng, đúng không? Thậm chí những bạn nào bên này cũng vậy, ví dụ những bạn đó học college 3 năm, sau đó rồi học thêm một cái certificate gì đó 1 năm, thì mình vẫn tính là mình có 2 bằng. Tại vì nó trong cái quy định nó chỉ yêu cầu là một trong hai cái bằng đó thì phải 3 năm trở lên. Thì cái này các bạn học Advanced College Diploma 3 năm, sau đó học thêm một cái certificate gì đó, thậm chí một học kỳ cũng nó cũng tính là một cái tín chỉ, một cái certificate, thì mình vẫn tính là mình có 2 bằng. Cái đó rất là tốt. Vậy thì còn ví dụ mà sau khi mà chị được nhận cái thư mời thì sau đó thì bên mình có gửi thêm cái giấy tờ nào để bổ sung cho cái hồ sơ của chị Huyền không? Có rất nhiều hồ sơ chứ, có nghĩa là khi mà làm có cái thư mời xong rồi thì tất cả cái hồ sơ mình phải chuẩn bị rất là nhiều, và những người giống như chị Huyền thì là cái hồ sơ bên cũng rất là nhiều thứ phức tạp. Ví dụ như bên Việt Nam những giấy tờ bằng đại học nè, là mình phải đi West mình làm cái evaluation nè,
rồi những cái giấy tờ bên hợp đồng lao động cũ, nói chung là tất cả những thứ, tại vì mình claim maximum cái điểm ở Việt Nam, cho nên mình phải có những cái thứ giấy tờ ở Việt Nam để mình chứng minh được là mình có 3 cái năm kinh nghiệm ở Việt Nam đó. Yeah. Và mà thông thường cái problem của nhiều bạn khi mà giấy tờ Việt Nam, thứ nhất là không rõ ràng, nhiều bạn nhận tiền mặt ở Việt Nam, không có đóng bảo hiểm xã hội, không có đóng những cái này nọ kia, thì mình không có những giấy tờ mình giữ lại. Hoặc là cái trường hợp thứ hai giống như chị Huyền là lâu quá để công ty nó xác nhận, thì cái pháp nhân hồi xưa mình làm nó không còn nữa, bây giờ cái công ty mới rồi, hoặc là cái người chủ, cái người sếp của mình, người ta đã đi công việc khác rồi, thì người ta không còn cái quyền hạn để người ta ký cho mình nữa. Thì cái đó là cái problem của chị Huyền trong cái thời điểm đó. Dạ, anh có thể share một tip cho những cái bạn nào mà làm hồ sơ mà giống như mình lỡ lấy tiền mặt ở cái job ở Việt Nam, hoặc là mình cái công ty đó, thì mình phải có những cái giấy tờ chứng minh nào? Anh luôn nói là nếu như những cái công việc ở Việt Nam á, các bạn cứ xin được những cái giấy tờ gì từ người chủ cũ của mình, có được càng nhiều càng tốt, và xin càng sớm càng tốt, tại vì những giấy tờ đó nó không có hết hạn. Cho nên là nếu mà đã nghĩ tới chuyện mình sẽ xin định cư theo dạng Express Entry thì mình nên xin những giấy tờ đó. Có thể là bây giờ còn 2 năm nữa, 3 năm nữa các bạn mới cần tới, nhưng mà bây giờ các bạn có thể liên hệ lại công ty cũ mình, cứ xin thôi những giấy tờ đó. Họ cấp mình cứ để đó, những cái giống như là hợp đồng lao động nè, cái thư xác nhận công việc nè, những cái đó nó sẽ không bao giờ hết hạn, tại vì nó xác nhận cái thời điểm đó, thì cái thời điểm đó trong quá khứ là lúc nào nó cũng là như vậy, cho nên nó sẽ không có thay đổi, cho nên mình nên xin những cái đó. Hoặc là nếu có những cái như bảo hiểm xã hội nè, nên giữ lại. À, đóng bảo hiểm xã hội này nọ, tất cả những cái gì có thể chứng minh được là mình đã từng làm công việc đó. Thậm chí những cái ví dụ như mình có cái business card, cái card visit á, hoặc là những cái email, hoặc là những cái hình ảnh chụp để mình chứng minh là mình đã từng có làm việc trong cái công ty đó. Huyền cũng chỉ có một điểm là cũng lúc thời điểm đó là cũng may mắn có nhiều vấn đề phát sinh, nhưng mà Việt Can á, thì Tuấn Anh với lại Nhi á, nhiệt tình giúp đỡ, và có những cái phát sinh gì đó thì mọi người cùng ngồi với nhau để mà thỏa thuận rồi để tìm ra cái giải pháp. Đúng rồi. Yeah. Cái đó cũng là một điểm mà bọn mình phải chú ý trước khi mà mình đi qua Canada. Yeah. Nếu mà bạn đã có cái kinh nghiệm ở Việt Nam, hoặc là bạn đã có cái bằng ở Việt Nam cái thứ, thì mình nên giữ những cái giấy tờ đó, những cái giấy tờ mà chứng minh công việc trước khi mà mình qua đây. Tại vì khi mà mình ở đây mình xin tại ở Việt Nam nó rất là khó. Đúng rồi. Về cái bằng đại học nữa, mình cũng phải xin một cái giấy của trường để đóng cho một cái bao thư mà seal lại để mà chỉ xin cái West, đúng không? Yeah. Đúng rồi. Thì chúng ta phải chuẩn bị trước khi qua đây. Tại vì khi mà xin ở trường thì bản thân của mình cũng phải đi tới trường. Đúng rồi. Còn nhờ người khác thì nó cũng phức tạp, nó có nhiều cái giấy phức tạp. Còn có những cái giống như em đã từng đi học ở nước ngoài, học Trung Quốc rồi phải xin những cái lý lịch tư pháp đồ. Đúng không? Rồi. Nó có những cái phức tạp. Cũng giống như bài học Singapore, cái như bài học Philippines một thời gian thì mình phải có những cái xin những cái đó, thì mình phải tìm hiểu trước những cái quy định của đó để mình biết là tới cái thời điểm đó mình phải làm cái gì để mình xin những cái giấy tờ đó. Tại vì có những giấy tờ mà khi mình ở bên này rồi nó rất là khó, và nó có những cái nó ngoài khả năng luôn. Giống như lý tư pháp đồ là những cái đó là rất là cái khó. Ngoài khả năng thật sự. Ngoài khả năng thật sự luôn. Yeah. Ừ. Vậy thôi, nãy giờ mình nói quá nhiều về hồ sơ, vậy nói về bản thân chị Huyền một chút. Em thật sự em biết chị Huyền cũng qua là kiểu cũng qua Justin và cũng qua là kiểu một người bạn chung đúng không? Nhưng mà em cũng tò mò là cái công việc của chị Huyền bên đây như thế nào, tại em cũng ngưỡng mộ đó, em thích cái ngành của chị Huyền lắm. Chị có thể nói sơ về cái công việc của mình. Công việc của Huyền thì hiện tại Huyền đang làm một người inside person ở một cái media agency, thì cái một daily day to day work á, là nó giống như là mình sử dụng những cái media tools để mình tìm ra information, những cái insight để mà mình bỏ lên cái presentation, mình trả lời cho client, rồi mình giúp các bạn planning team để mà đi propose cái solution cho clients. Cái client của chị là trong lĩnh vực nào? Những cái brand lớn, ví dụ như là công ty hiện tại Huyền thì công ty client của bên Huyền là General Motors, rồi Scotiabank, H&M, Manulife. Nó cũng nhiều lĩnh vực ha. Yeah. Xe là, hay quần tại áo, vì mình là agency mà, cho nên là mình work across các brands. Cái đó, cái công việc của chị bên đây cũng có nghĩa là cái kinh nghiệm ở Việt Nam của chị nó cũng support cho rất nhiều. Yeah. Thì có nhiều cái bạn giống như kiểu người ta quan ngại kiểu mình có nên làm ở Việt Nam lấy kinh nghiệm trước rồi mình qua đây làm không, hay là mình nên đi học sớm xong rồi mình qua đây rồi mình không lấy kinh nghiệm. Thì đối với chị nghĩ cái phương án nào nó tốt hơn? Cái đó thì nó cũng tùy vào, tại vì cái nào nó cũng có cái mặt lợi và cái mặt gọi là disadvantage và advantage, right? Thì nếu mà mấy bạn qua đây sớm hơn thì mấy bạn sẽ có cái benefit là mấy bạn làm quen được với môi trường, mấy bạn có cái trau dồi cái khả năng tiếng Anh tốt hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái work experience của các bạn không có nhiều, thì các bạn phải gọi là lăn xả vào cho mình thử tất cả các lĩnh vực.
cho mình lấy được nhiều kinh nghiệm, càng nhiều càng tốt. Không nhất định là cái kinh nghiệm trong cái ngành các bạn học, nhưng mà kinh nghiệm trong các ngành khác. Tất cả mọi thứ nó không có gì là nó lãng phí hết. Tất cả mọi thứ sau một thời điểm lại mấy bạn sẽ thấy là tất cả những cái điều đó là giúp cho mấy bạn connect the dot together để mà các bạn trở thành một cái con người của ngày hôm nay. Còn cái đối với một người mà có kinh nghiệm nhiều ở Việt Nam giống như chị thì cái điểm lợi cho chị là chị qua đây chị không có ngỡ ngàng về công việc gì hết, nhưng mà cái mặt ấy của chị là cái khả năng mà mình adapt với lại cái market đó nó chậm hơn. Cái tiếng Anh của mình nó sẽ không có tốt bằng các bạn trẻ. Nên là mình nói chung là cái nào các bạn cũng phải cố gắng ở cái mặt nào thôi. Nói tóm gọn là phải quan hệ rộng. Bắt trước chị Huyền là phải quan hệ rộng thì là sẽ ok. Nhưng mà quan hệ rộng có nghĩa là chị cũng biết tới cái job của chị qua một cái những cái người quen hả, hay cũng sao? Là cái duyên, cũng đúng là cái rồi. Duyên cái job của chị là chị nhờ và professors của chị thì professor của chị thì thật ra là đúng là cái lời khuyên cho các bạn là đi học ở trên trường, các bạn nên làm sao để cho professor của các bạn nhớ các bạn nhiều. Đặt nhiều câu hỏi, đặt đúng câu hỏi đúng chứ đừng có đặt nhiều câu hỏi vớ vẩn mất công người ta nói mình đần. Không, cái đó cũng là cách hồi xưa anh đi học cũng vậy. Nói chung là mình lúc nào mình cũng để cho cái người professor biết tới mình, người ta nhớ tới tên mình, thì có những cái gì đó nó sẽ rất là dễ. Thậm chí nếu đi học cao lên mình xin những cái reference letter từ họ nó cũng sẽ dễ hơn là những người mình cứ vô. Tại vì một cái lớp đại học có thể là 100 người một lớp, cho nên mình đâu có nhiều khi người ta mình không để như ý thì người ta đâu có biết mình ai đâu. Thì thật ra là Huyền cũng sử dụng LinkedIn rất là nhiều. Cái networking ở đây nó lớn quá, nó powerful quá, mà thầy cô đều phải nói là em phải lên LinkedIn. Thì cái thời điểm mà Huyền tìm công việc đầu tiên ở đây cũng suffer dữ lắm. Như là mình đặt ra cái mục tiêu cho bản thân mình là mỗi ngày mình phải reach 20 người trên LinkedIn. Mà mình phải keep doing it. Nghĩa là có những ngày không có ai trả lời cho mình hết, có những ngày chỉ có 1-2 người trả lời cho mình thôi. Mình vẫn cố gắng làm cái chuyện đó. Chị nói thêm về cái đó được không? Cái đó là cái câu hỏi mà em tính hỏi là tại vì cái ngành của chị rất là nhiều bạn học, ví dụ học marketing, học advertising, nhưng mà phần lớn ra không có nhiều bạn kiếm được cái việc làm đúng cái ngành đó, mà chị lại kiếm được cái ngành đó thấy rất là đơn giản luôn. Thì chị có cái tip nào cho những bạn học cái ngành giống như chị để mà kiếm được cái việc? Thì cái đó là cái mà chị nói, đó là cái networking trong cái ngành nó rất là quan trọng. Các bạn là có thể là cố gắng tìm những cái event nào mà về advertising, giống như ở đây nó có cái Ad Club Toronto chẳng hạn, thì nó cũng sometimes nó cũng tổ chức những cái event đó, là những cái sân đó, những cái playground đó là để cho mọi người biết đến những cái người tên tuổi lớn ở trong ngành mà các bạn follow, các bạn có thể connect trên LinkedIn, các bạn hỏi những cái câu hỏi gọi là muốn hỏi người ta về advice. Ví dụ giống như là tôi là những cái người mới gọi là fresh grad thôi á, thì muốn tìm công việc như thế này thì mày có những cái lời khuyên nào cho tao hay không, kiểu như vậy. Là hồi xưa chị cũng làm chuyện đó, tại vì chị rất là stress chứ không phải là kiểu tự tin là mình có nhiều kinh nghiệm, tại vì cái thị trường bên này mình start from scratch. Nên là mình không có thể nào mà mình gọi là tự tin giống như ở Việt Nam, búng tay cái là công việc cũng có. Đó, vậy đó thì cũng thời điểm đó là cũng kiểu đau mút dữ lắm, tại vì cả ngày chả ai trả lời mình, trong khi mình đã kiểu nhắn tin cho tới 20 người rồi. Thì cũng vô tình là professor của chị post một cái post trên LinkedIn là nói là tại sao cái industry này không có support international student mà chỉ muốn local people thôi. Cổ nói đủ thứ hết. Đó là lý do là tại sao những cái international student họ vẫn có những cái kinh nghiệm và cái typical skill riêng của họ, mà tại sao thị trường mình không có open cho họ. Thế là có rất là nhiều người comment ở dưới cái post đó, và chị pick một người trong đó để mà chị reach out và chị nói chuyện. Thì cái cô đó cổ lại open cho chị và nói là mày cứ gửi resume của mày cho tao đi. Đó là chị nói chuyện với cổ xong rồi cổ arrange interview này nọ, thì chị được vô cái internship của cái công ty đó. Chị phải qua 4 vòng phỏng vấn. Và cái đó là unpaid internship in 3 months. Mà phải 4 vòng phỏng vấn luôn. Có nghĩa là cái công ty nó cũng lớn và cũng rất là picky. Thật ra thì nó cũng là một cái duyên, là tại vì chị được ngồi ở 3 department khác nhau trong 3 tháng. Cho nên là chị phải nói chuyện với 3 head của department đó. Còn cái vòng đầu tiên là cái vòng phone screening với HR. Thì nó gọi là 4 vòng phỏng vấn. Còn những cái bạn khác thì chỉ có ngồi một department trong vòng 3 tháng thôi. Là cái đó là cũng là một cái may mắn của chị. Đúng, mình sẽ có được nhiều cái kinh nghiệm. Nhưng mà quay trở lại chút xíu, tại sao trong những comment đó chị lại pick cái người đó?
mà xong nhiều người comment là lý do gì chị pick cái người đó? Chị là thấy cái cách cái cô đó nói chuyện rất là nice và nhìn cái first impression thì cái gut feeling của mình là mình nghĩ là mình có thể connect được. Cũng may mắn là vô công ty làm intern thì khoảng được 2 tuần thì được offer full time job. Là cái khó nhất ở bên này chỉ là step in the door. Còn trong khi các bạn mà step in được the door rồi thì rất là dễ để mà chứng minh là mình làm được việc. Và nếu mà mình làm được việc thì không có ai kiểu mà họ muốn đẩy mình đi. Nếu mà họ không có cái job ở công ty họ, họ willing họ giới thiệu em ở cái job ở công ty khác. Em thấy cái language barrier ở bên đây nó không có quá là lớn. Mọi người kiểu sợ là kiểu tiếng Anh, cái skill của mình nó không có đủ á. Nhưng mà em thấy là những cái người mà gọi là international student qua đây thì thật sự họ rất là giỏi. Giống như các bạn Ấn Độ thì rất là giỏi về IT, giỏi về coding. Châu Á mình thì cũng có nhiều cái mặt lợi khác nhau nữa, đúng không ạ? Vậy thì anh nghĩ sao? Anh có comment gì về cái đó không? Không, chị Huyền nói nó đúng. Thì vẫn tóm lại câu nãy giờ anh nói thôi, vẫn quay quan hệ rộng. Và cái này anh cũng hay nói, có nghĩa là mình vào được trong một công ty nào đó, nó phải có một chút xíu may mắn. Nhưng mà mình trụ lại được là nó phải do năng lực. Thông thường là nếu mình vào được rồi mà mình không có năng lực á thì mình cũng bị đào thải. Ở đây vào cũng khó mà cái đào thải bên này nó cũng rất là căng. Yeah. Cho nên là nếu mình vào được rồi mà mình không cố gắng thì cái năng nó cũng sẽ, cái hệ thống nó sẽ đào thải mình ra thôi. Em thấy có một cái điểm về cái sự đào thải trong cái công việc ở bên đây. Có nhiều lần em đi internship đi, em thấy có những người ta có cái experience, người ta có cái kinh nghiệm ở trong cái công ty đó 10 năm nhưng mà chỉ vì là một cái lỗi hoặc hai cái lỗi mà người ta kiểu bị kick ra khỏi công ty luôn. Nó có một cái sự hơi khắc nghiệt so với Việt Nam, thì cái văn hóa là kiểu mình càng làm lâu thì mình lão làng thôi, ai mà đuổi mình, đúng không chị? Thật sự em có để ý cái đó, nó rất là khắc nghiệt và mình kiểu mình cứ phải là thay đổi mình từng ngày, mình phải kiểu học lên từng ngày. Chứ không có nghĩa là mình đã làm được cái công việc đó mình sẽ làm suốt cuộc đời mình sẽ được cái benefit đó suốt cuộc đời, nên là nó cũng hơi khó. Cái đó làm em hơi sợ, lúc mà em qua thì em thấy kiểu chết rồi, mình sao kiểu vậy. Vậy thì quay lại chị Huyền, vậy thì chị có PR rồi đúng không? Thì cái kế hoạch sắp tới của chị là gì? 3 năm hoặc là 5 năm tới? Kế hoạch sắp tới thì chắc chắn là sẽ lấy citizenship. Tự lấy chồng. Em đang tự lấy chồng. Chị lấy mà chị là sẽ lấy chồng. Chồng thì từ từ. Không, giờ chị có PR rồi, chị nói gì cũng đúng à. Vậy thì chị có plan là mua nhà hoặc là chị có plan là mua đi một chỗ nào khác ở, hay là chị vẫn thích ở Toronto nhé? Chị vẫn thích ở Toronto nhé. Tại vì thì như chị nói là cái ngành của chị là nó cũng hơi đặc thù, là cái ngành về media. Thì media ở Canada là nó mua national. Mà mua national là nó mua từ Toronto, cho nên là ngay cả Vancouver đi chăng nữa thì cái thị trường nó vẫn rất là nhỏ so với Toronto. Vậy là cái cụm ngành đó là nó ở giống như là về media thì chị thấy là Toronto nó có vẻ phát triển hơn những cái thành phố khác, đúng không? Ví dụ những cái region khác thì cũng có những cái media agency, nhưng mà chủ yếu khách hàng của họ sẽ là local. Còn những cái brand lớn, global brand đó, thì chủ yếu là mình sẽ buy national từ Toronto. Thú vị thiệt. Cái ngành này đó đúng là em thấy có nhiều bạn là đang muốn qua học cái ngành này. Không, thật sự ngày hôm nay nói chuyện với Huyền anh cũng biết được nhiều thứ. Friendship với bạn, nhưng mà bạn đâu bao giờ chia sẻ những cái này đâu. Bữa nay mình mới có cái dịp để mình đào sâu vào trong cái đời tư của bạn, cái công việc của bạn, mình mới biết được là nghe bạn làm cái công việc gì. Đúng rồi. Đến thăm nhà chị Huyền hôm nay thì kiểu cũng phải khó khăn lắm rồi mình mới tới được nhà chị Huyền để thăm. Nhưng mà trời, anh nó dậy từ sáng sớm á, tại vì xuống ngay downtown Toronto là phải đi rất là cực, rồi xong rồi xuống nó không có chỗ đậu xe nữa các bạn, khổ lắm. Ở dưới có visitor parking mà có đúng một chỗ luôn là hơn rồi, mà lỡ chạy vô xong cái chạy ra không được luôn á. Trời ơi, gọi là cuộc sống đắt giá, cuộc sống đáng mơ ước của nhiều bạn trẻ. Cuộc sống đang ngay downtown, nhìn qua là thấy CN Tower được rồi. Được cái là mỗi lúc mà xuống downtown ở là có cảm giác được như về Sài Gòn lần nữa. Thì sự bọn mình muốn làm cái tập phỏng vấn ngày hôm nay cũng để gọi là truyền cảm hứng cho những bạn mà đang suy nghĩ là không biết cái cuộc sống của mình sau khi qua đây nó như thế nào, rồi mình có VR thì mình sẽ sống ra sao. Thì đây là một cái gọi là hình tượng điển hình của cái công ty Vietcan, là một cái hình tượng thành công gọi là đáng mơ ước. Nói chung thật sự ra với cái series mỗi tuần một câu chuyện này á, thì Vietcan cũng như là mọi người muốn giới thiệu các bạn là cũng có nhiều bạn rất là thành công khi mà qua đây du học xong rồi định cư và làm rất nhiều công việc. Giống như từ bữa giờ các bạn coi cái series này, bạn thấy là không có đơn thuần chỉ là những công việc lao động bình thường, mà có rất nhiều bạn đi qua đây du học, cái tuổi cũng khá lớn hoặc là cái tuổi trẻ cũng có. Và rất là thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chứ không có phải là làm chỉ là làm những công việc lao động không. Thì đó là cái mục đích của cái series này tụi mình muốn mang đến với các bạn.
Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi cái series của bọn mình. Dựa vào kinh nghiệm của mình á, thì mình thấy là các bạn hãy cố gắng tìm được những cái gì mình thích và theo đuổi nó đến cùng. Tại vì khi mà mình làm những cái gì mình thích thì mình cống hiến hết mình cho nó, và mình không có cảm thấy là mệt mỏi hay là cảm thấy là đuối sức khi mà theo đuổi nó. Thì hôm nay mình cũng có một cái buổi chia sẻ về những cái hành trình, con đường mình đã đi và hành trình lấy PR của mình ở Canada như thế nào. Thì mình hy vọng là những cái kinh nghiệm của mình cũng có gọi là inspire được đôi chút cho các bạn. Các bạn nếu mà quan tâm thì hãy theo dõi trên kênh YouTube của Vietcan Immigration.